Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Năm 14 tháng 7 năm 2016. Chương trình phát hình của SBTN Washington DC được mở đầu với bản tin tóm lược quan trọng trong ngày. Tiếp theo là câu chuyện thời sự với Thi Nga. Và sau cùng là cuộc phỏng vấn đặc biệt giữa Võ Thành Nhân và cựu đại sứ Bùi Diệm. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu xin kính gửi đến quý vị bản tin tóm lược quan trọng trong ngày do SBTN Washington DC thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, một số lớn các thượng nghị sĩ Cộng Hòa không dự đại hội đảng. Vào những ngày đại hội đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ Steve Daines, tiểu bang Montana, sẽ đi câu cá với vợ của ông. Thượng nghị sĩ Jeff Flake, tiểu bang Arizona, cho biết ông sẽ cắt cỏ vườn nhà của ông. Vâng, ông có một vườn cỏ rộng ở Arizona. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, tiểu bang Alaska, sẽ đi du lịch tiểu bang của bà bằng máy bay bụi rậm. Và thượng nghị sĩ John McCain, tiểu bang Arizona, sẽ đến thăm thắng cảnh Grand Canyon và nói đùa rằng người bạn của ông là thượng nghị sĩ Lindsey Graham, tiểu bang Nam California, sẽ cùng đến và thậm chí có thể rơi vào. Chỉ đùa thôi, một phụ tá sau đó làm rõ hơn. Đây là một số trong các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa, họ sẽ không tham dự đại hội đảng Cộng Hòa vào tuần tới tại Cleveland, nơi mà ông Donald Trump sẽ được đề cử làm ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Danh sách các người phát biểu, đại hội của ông Trump có các chính khách và người nổi tiếng. Có các anh hùng chiến tranh, một ông trùm sòng bạc và thậm chí một người mẫu đồ lót. Nhưng ông Donald Trump đang dựa nhiều vào sự thiết lập của đảng để điền vào chương trình phát biểu cho đại hội toàn quốc đảng Cộng Hòa vào tuần tới. Ứng cử viên tổng thống tiềm năng đã chấp thuận một chương trình đại hội vốn có đặc điểm là ít nhất 20 giới chức dân, cử, hiện tại hay trước đây sẽ phát biểu, trong đó có lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas Ted Cruz. Đáng chú ý là sự vắng mặt trong danh sách người phát biểu do hãng tin AP thu được sáng thứ Năm 14 tháng 7 của nhiều vận động viên hoặc các người nổi tiếng hạng A mà đội ông Trump đã gợi ý từ lâu và hy vọng họ sẽ giúp làm cho đại hội đề cử ông làm ứng viên tổng thống là không giống như bất kỳ lần nào khác. Canh thức được tổ chức để đánh dấu một năm Sandra Bland qua đời. Một buổi canh thức cầu nguyện dưới ánh nến đã được tổ chức tại Plaza Liên bang ở Chicago cuối ngày thứ Tư 13 tháng 7 để đánh dấu một năm ngày mất của Sandra Bland, một phụ nữ da đen đã chết trong một phòng giam ở Texas sau khi bị bắt giữ vì không sử dụng đèn tín hiệu để thay đổi làn đường và tranh cãi với một cảnh sát. Cô Bland đã được kéo lên xe bởi một cảnh sát tiểu bang Texas và bị đưa đến nhà tù Waller County ở Hempstead, Texas. Ba ngày sau, cô đã được tìm thấy treo cổ từ một phần của phòng giam. Một túi nhựa đựng rác quấn quanh cổ của cô và một bác sĩ pháp y phán quyết cái chết của cô là tự tử. Băng nhìn dashcam về vụ cô bị bắt giữ và hoàn cảnh của cái chết của cô gây phẫn nộ trên toàn quốc. Ông Boris Johnson, bà May biến một nhân vật không ngoại giao thành nhà ngoại giao hàng đầu của Anh Quốc. Tân ngoại trưởng của Anh là ông Boris Johnson bơm sờm tóc, nói oan oan, trong các tháng gần đây đã có các nhận xét lăng mạ và thô tục về các tổng thống Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ. Và đó chỉ là những câu nói hớ gần đây của ông. Khi ông Johnson trở về nhà của mình ở London sau khi được bổ nhiệm, một người hàng xóm đã đặt một bảng hiệu bên cạnh nhà của ông Johnson viết "Thế giới u buồn". Ông Johnson, 57 tuổi, đã có một chuỗi dài các ý kiến phân biệt chủng tộc và không nhạy cảm vốn có từ thời đầu sự nghiệp của ông trong ngành báo chí. Ông đã xin lỗi trước đó và dường như có khả năng làm như vậy nữa. Ông nói sau khi được bổ nhiệm rằng Hoa Kỳ sẽ đứng xếp hàng đầu tiên cho lời xin lỗi tiếp theo của ông, rõ ràng là vì nhận xét của ông về tổ tiên của Tổng thống Barack Obama. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo, Quý Châu xin gửi đến quý vị câu chuyện thời sự với Thi Nga. Kính mời quý vị theo dõi. Kính chào quý khán thính giả.
Thưa quý vị, thứ hai tuần tới, tức là 4 ngày nữa, Đại hội Đảng Cộng Hòa sẽ khai mạc tại Cleveland. Việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng xúc tiến ráo riết, nhất là về vấn đề an ninh, công tác giữ gìn trật tự được tăng cường mạnh mẽ để ứng phó với những người biểu tình chống đối. Ứng viên Donald Trump vào tối hôm qua cho biết sẽ công bố tên nhân vật mà ông chọn đứng phó cho liên danh của ông vào 11 giờ sáng mai, thứ Sáu, từ thành phố New York. Trong khi đó, Ủy ban soạn cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa đã đúc kết bản dự thảo để sẽ đưa ra tại Đại hội Đảng. Tất cả các đại biểu sẽ bầu văn kiện này. Điều gây chú ý là dự thảo cương lĩnh có nói tới ủng hộ việc xây một bức tường biên giới. Bức tường này phải chạy suốt biên giới phía Nam và phải chặn được dòng xe và người vào Hoa Kỳ. Đề xướng này do Bộ trưởng Ngoại giao tiểu bang Kansas Chris Kobach, một người ủng hộ Donald Trump, đưa ra. Chuyện xây bức tường để ngăn di dân lậu từ Mexico vào Hoa Kỳ, như mọi người cũng biết, là một trong các đề mục chính trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa Reince Priebus cho biết là trong nhiều năm qua, bản cương lĩnh của Đảng có gồm vấn đề dựng hàng rào biên giới. Quốc hội đã thông qua vào năm 2006, nhưng chưa hề tài trợ việc này. Nay ý tưởng đó chỉ đổi từ hàng rào sang tường. Ngoài ra, dự thảo cương lĩnh kêu gọi đừng ủng hộ TPP và khoan xúc tiến các giao dịch mới về thương mại đa quốc gia. Quay sang châu Âu, thưa quý vị, Anh Quốc vừa có nữ thủ tướng mới. Chiều 13 tháng 7, bà Theresa May đã tới điện Buckingham tiếp nhận lời của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ủy nhiệm thành lập tân chính phủ. Chưa hôm qua, thì Nga đã dính mắt vào màn ảnh TV theo dõi những hình ảnh do đài BBC truyền đi trực tiếp từ London. Một bài báo đã ví diễn biến ở Anh Quốc như một vở tuồng ly kỳ. Nhân vật chính là ông David Cameron đã thua ván bài chính trị với kết quả cuộc trưng cầu dân ý. Nguyên do sự việc này là lâu nay, các dân biểu cũng như nhiều người dân Anh nêu ra vấn đề Liên Âu trong nền chính trị nước nhà. Liên Âu gồm 28 quốc gia, quy chế tự do di chuyển trong khối này, người dân các nước kém hơn đổ sang các nước giàu mạnh như Đức, Anh, Ý để kiếm sống. Từ năm ngoái, lại thêm cuộc khủng hoảng di dân. Chính phủ các nước phải chia nhau, nhận cả triệu di dân từ Trung Đông, Bắc Phi vào, gây xáo trộn xã hội và cuộc sống của dân bản xứ. Họ bất mãn, không muốn bị ràng buộc bởi những quy chế cố hữu của tổ chức này nữa, nên đa số người Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên Âu. Anh Quốc rơi vào khủng hoảng tài chính, chính trị, khiến Thủ tướng David Cameron phải ra đi. Ông chủ tính từ chức vào tháng 10 tại Đại hội Đảng Bảo thủ. 15.000 thành viên sẽ bầu ra tân lãnh đạo. Thế nhưng, ngoài sự suy diễn của mọi người, tình hình biến chuyển khác đi. 5 ứng viên qua 2 vòng bỏ phiếu của 329 đại biểu Đảng Bảo thủ vào tuần trước. Còn lại 2 bà là Bộ trưởng Nội vụ Theresa May và Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom. Hôm thứ Bảy tuần rồi, trong một cuộc phỏng vấn, bà Leadsom đã ví việc lãnh đạo xứ sở với điều hành nhà cửa con cái. Bà bảo rằng bà May không có con, thành ra khó thể lãnh đạo tốt. Thật là chẳng đâu vào đâu, bị báo chí và mọi người chỉ trích. Với lại biết rằng số phiếu của mình kém xa, bà Leadsom tuyên bố rút khỏi cuộc tranh đua. Và như thế, chỉ còn bà Theresa May đâu cần phải bỏ phiếu tiếp nữa. Bà lãnh vị thế đứng đầu đảng bảo thủ. Theo hệ thống chính trị Anh Quốc, thì người lãnh đạo đảng đương quyền nghiễm nhiên trở thành thủ tướng. Hôm qua, ông David Cameron đã chủ trì phiên họp cuối cùng của ông tại Quốc hội trong cương vị thủ tướng. Trong cuộc họp này, ông nói, lời khuyên của tôi cho người kế nhiệm biết rằng bà là một nhà đàm phán giỏi, là chúng ta hãy cố gắng càng gần với Liên Âu càng tốt cho những lợi ích về mậu dịch, cộng tác và an ninh. Trở về dinh thủ tướng lần cuối cùng với vợ và các con, Thủ tướng Cameron nói những lời chia tay sau 6 năm ở chức vụ này, với điểm son là đưa được kinh tế nước nhà lên sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Sau đó, ông Cameron tới điện Buckingham đệ trình lên nữ hoàng đơn xin từ chức thủ tướng. Anh Quốc theo chế độ quân chủ lập hiến, nghi lễ của họ như thế, mình xem thấy rất thú vị. Đoàn xe ông Cameron ra đi, thì từ Quốc hội, bà Theresa May ra xe đến yết kiến nữ hoàng để nhận lời thành lập chính phủ mới. Kế tiếp, tân thủ tướng Theresa May tới nhiệm sở mới là dinh thủ tướng. Nơi đây, bà có lời phát biểu ngay trước giới truyền thông và công chúng.
Bà nói, chúng ta sẽ ứng phó với thách thức. Rời Liên Âu, chúng ta sẽ thiết lập một vai trò mới, tích cực cho chính mình trong thế giới và sẽ làm cho Anh Quốc trở thành xứ sở cho mỗi người dân chúng ta, chứ không phải là phục vụ vài người có đặc quyền. Đây là thông điệp mà bà Theresa May từng đưa ra. Bà May nguyện tranh đấu cho công bằng xã hội, cải tiến cuộc sống người nghèo, hệ thống tư pháp hình sự đối với người da đen, mức lương khác biệt giữa nữ giới và nam giới, khó khăn đối với giới trẻ để có thể mua nhà. Tân Thủ tướng cũng sẽ phải cố gắng đoàn kết đảng bảo thủ đang bị chia rẽ và hàn gắn xứ sở bị tác hại bởi hệ quả của sự rời khỏi tổ chức Liên Âu. Tuy ủng hộ việc ở lại Liên Âu, nhưng bà May từng tuyên bố rằng Brexit là Brexit, nghĩa là sự việc đã rồi, không thể đảo ngược kết quả trưng cầu dân Ý. Giới lãnh đạo Liên Âu muốn Anh Quốc tiến hành thủ tục rời tổ chức này càng sớm càng tốt để ra khỏi tình trạng bấp bênh. Nhưng bà May lại muốn có thời gian từ giờ đến cuối năm để lập chiến lược đàm phán trước khi bắt đầu thủ tục rời Liên Âu. Bà phải cố giảm thiểu những thiệt hại cho mậu dịch và đầu tư của Anh Quốc trong những thương thảo với 27 thành viên kia trong Liên Âu. Về mối liên hệ trong Liên Hiệp Vương quốc Anh, bà May nhận biết những căng thẳng gây ra bởi kết quả của trưng cầu. Theo đó, Anh và xứ Wales chọn rời khỏi Liên Âu, nhưng Scotland và Bắc Ireland chọn ở lại, đưa tới khả năng một cuộc bỏ phiếu mới của Scotland. Trong ngày hôm qua, văn phòng tân thủ tướng đã thông báo việc bổ nhiệm một số nhân vật vào chính phủ mới. Một bộ đặc trách việc rời Liên Âu được lập ra. Và điều rất ngạc nhiên là ông Boris Johnson, nhân vật gây nhiều tranh cãi và từng lãnh đạo phái rời Liên Âu, được cử làm ngoại trưởng. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng vì sao ghế massage của Ludoco được gọi là vật lý trị liệu số 1 trên thế giới? Kính thưa quý vị, khoa nghiên cứu về stress của trường đại học Weber State University của tiểu bang Utah đã dùng chiếc ghế massage i7 của Ludoco để kiểm tra trên 521 sinh viên. Kết quả trung bình là về mức độ stress trước khi sử dụng ghế i7 là 4.3, nhưng sau khi sử dụng chỉ còn là 2.4. Những đau nhức liên quan đến stress trước khi sử dụng ghế là 2.1 và sau khi sử dụng ghế là 1.1. Về huyết áp, trước khi sử dụng ghế i7 là 114/76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn 110/73. Về nhịp tim, trước khi sử dụng ghế là 76, nhưng sau khi sử dụng ghế chỉ còn là 70. Theo giáo sư tiến sĩ Michael Oppen, giám đốc trung tâm Stress Relief Center của trường đại học Weber, thì i7 quả thật là một chiếc ghế medical massage hoàn hảo nhất. Đây là bằng chứng khoa học về tính năng vật lý trị liệu của ghế massage Ludoco. Quý vị muốn có thêm bản khảo sát này, xin liên lạc với Ludoco 1800 483 9930.